Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình kể chuyện đêm khuya của cô mèo lười. Và như thường lệ, để giúp các bạn nhỏ ngủ ngon, hôm nay cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện nha. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe, có tên là Vua Núi Vàng. Một người lái buôn có hai con, một gái một trai đều nhỏ chưa biết đi. Bác trang bị hai chiếc tàu đầy đủ hàng hóa quý giá, tất cả gia tài của cải đều ở đó. Bác cứ tưởng lãi to, nào ngờ đâu được tin cả hai tàu bị đắm. Bác đang giàu hóa nghèo, chỉ còn một mảnh đất ở xa thị trấn. Muốn cho khuây khỏa, bác đi ra đó, đi đi lại lại. Bỗng bác thấy bên mình có một người đen nhỏ bé hỏi bác tại sao lại buồn. Bác đáp là bác sẵn lòng cho biết nếu y giúp được bác. Y nói, biết đâu tôi lại chẳng giúp được bác điều gì có lợi. Bác lái buôn liền kể lại của cải của mình đều bị chìm dưới biển, chỉ còn lại mảnh đất ấy. Người kia đáp, bác đừng lo, bác muốn bao nhiêu tiền cũng có, miễn là bác hứa với tôi khi về nhà, cái gì chạm vào chân bác trước tiên thì sau 12 năm nữa bác phải mang lại đây cho tôi. Bác lái buôn nghĩ bụng, chắc chỉ có con chó của mình, vì bác không hề nghĩ đến đứa con trai nhỏ. Bác nhận lời, thề với người đen là sẽ giữ lời hứa. Rồi bác về nhà, đứa con trai thấy bố về mừng quá, lần ghế đi đón bố và nắm lấy chân bố. Bác nghĩ đến lời thề lòng đau như cắt, nhưng bác chẳng thấy tiền đâu, bác yên dạ là người đen đùa bác thôi. Một tháng sau, bác lên buồng gác xếp lấy ít bát đĩa bằng thiếc đem bán, thì thấy bát đĩa biến thành vàng cả rồi. Bác vui lắm, bác bán đi lấy tiền mua hàng, bác giàu hơn trước rất nhiều. Lần lần, con bác lớn, trí óc mở mang, nhưng thấy con gần tới tuổi 12, thì bác lái buôn càng đâm lo, cái lo hiện ra trên mặt. Một hôm, người con trai hỏi bố tại sao lại có vẻ lo lắng. Bố không muốn nói, người con năn nỉ mãi. Bố đành phải thú nhận là xưa kia đã dại dột thề là năm nó 12 tuổi sẽ giao nó cho một người đen, đền bù lại số vàng bạc người đó đã cho bác. Đứa con trai đáp, bố không phải lo, việc rồi đâu sẽ vào đó, người đen sẽ không có quyền lực gì đối với con đâu. Nó đến xin một vị linh mục bàn phép thánh cho. Đến ngày hẹn, nó đi với bố ra mảnh đất ngoài thị trấn. Tới nơi, nó vẽ một vòng tròn cùng bố đứng vào giữa. Người đen hiện ra bảo bố, bác có mang đến cái bác đã hứa với tôi không? Bác lái buồn im lặng, nhưng đứa con trai hỏi, bác đến đây tìm gì? Người đen đáp, tao nói với bố mày chứ không nói với mày. Đứa bé đáp, bác đánh lừa bố tôi, bác hãy xóa bỏ lời thề trong óc bố tôi đi. Người đen đáp, không, tao không bỏ quyền lợi của tao. Họ thảo luận với nhau rất lâu rồi đồng ý như nhau. Đứa con trai sẽ không thuộc về bố, cũng không thuộc về người kia. Nó sẽ phải ngồi vào một chiếc thuyền ở ven sông. Bố sẽ lấy chân đẩy ra giữa dòng, để con trôi theo ngọn nước. Đứa con từ biệt bố, ngồi vào thuyền, và chính bố đẩy thuyền đi. Thuyền lộn nhào, người bố tưởng con đã chết liền để tang con. Nhưng chiếc thuyền không đắm, lơ lửng trôi đến một bến xa lạ rồi đứng lại. Anh thanh niên lên bờ, thấy đằng xa có một tòa lâu đài, liền đi về hướng ấy. Anh đi vào thì thấy lâu đài bị phù phép,
Anh đi qua các phòng, phòng nào cũng trống rỗng. Ở phòng cuối cùng, anh nhìn thấy một con rắn nước. Đó là một cô gái bị phù phép. Cô gái thấy anh mừng rỡ hỏi: "Anh đến giải thoát em đấy ư? Em đợi anh 12 năm nay rồi. Cả nước này bị phù phép, anh phải giải thoát đi." Anh thanh niên hỏi: "Tôi phải làm gì bây giờ?" Cô gái đáp: "Đêm nay có 12 người đen mang nặng xiềng xích hỏi anh làm gì ở đây. Anh đừng đáp, kệ cho chúng muốn làm gì anh thì làm. Chúng sẽ hành hạ anh, đánh đập anh. Đến nửa đêm, chúng sẽ phải bỏ đi. Đêm thứ hai, 12 người khác sẽ đến. Đêm thứ ba, sẽ có 24 người đến chặt đầu anh. Nhưng cứ đến nửa đêm là chúng sẽ mất hết phép thuật. Nếu anh cứ để chúng hành hạ mà không nói nửa lời thì em sẽ được giải thoát. Em sẽ lấy một chai nước hồi sinh bóp cho anh tỉnh lại. Anh sẽ sống và lành lặn như xưa." Anh thanh niên đáp: "Tôi sẵn lòng giải thoát cho cô." Việc xảy ra đúng như lời cô gái nói. Bọn người đen không cậy được anh nửa lời. Đến đêm thứ ba, con rắn nước hóa ra nàng công chúa xinh đẹp, lấy nước hồi sinh bóp cho anh tỉnh lại. Cô ôm cổ anh hôn, ở lâu đài mở hội linh đình. Lễ cưới được tổ chức, anh trở thành vua núi vàng. Hai vợ chồng cùng nhau sống sung sướng. Hoàng hậu sinh con trai. 8 năm sau, vua nhớ người cha tha thiết, muốn gặp lại người cha. Hoàng hậu không muốn để vua đi, đành ngăn lại: "Em sẽ phải đau khổ nếu chàng đi." Nhưng rồi hoàng hậu cũng phải bằng lòng. Khi vua lên đường, bà trao cho vua một chiếc nhẫn thần và bảo: "Chàng đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay, muốn đi đâu tự khắc đến ngay. Nhưng chàng phải hứa cùng em là đừng dùng nhẫn bắt em đến chỗ bố chàng." Vua hứa rồi đeo nhẫn vào ngón tay, ước gì mình đến được thị trấn bố ở. Vua tới nơi liền, nhưng lính canh thấy vua ăn mặc quần áo tuy lịch sự nhưng kỳ lạ thì không để vua vào thành. Vua liền đến một ngọn đồi đổi quần áo cho một gã chăn chiên, vào thành không có vấn đề gì nữa. Khi vua đến trước mặt bố, xưng tên tuổi, người bố nói rằng mình đúng là có một cậu con trai, nhưng nó đã chết từ lâu. Ông thương hại gã chăn chiên tội nghiệp nên bố thí cho một bữa ăn. Người chăn chiên liền bảo bố: "Chính con là con trai của bố mẹ đây mà. Con trai bố có dấu vết gì trên người, khả dĩ có nhận ra được không?" Người mẹ nói: "Có, con trai chúng tôi có một dấu giống như quả dâu ở dưới vai bên phải." Vua vén tay áo lên thì quả có thấy đấu một quả dâu. Hai ông bà chắc chắn là con trai mình thật. Người thanh niên kể lại: "Mình là vua núi vàng, mình đã lấy một nàng công chúa. Hai vợ chồng đã có một đứa con trai lên 7 tuổi rất xinh xắn." Người bố nói: "Ta không tin một tí nào. Kẻ đứng trước mặt ta ăn mặc quần áo chăn chiên tồi tàn, không thể nào là vua được." Người con trai nghe nói thì quay sang xoay chiếc nhẫn, ước sao vợ con đến ngay bên mình. Họ đến ngay tức khắc, nhưng hoàng hậu khóc lóc than vãn trách chồng không giữ lời hứa khiến bà đau khổ. Chàng xin lỗi nàng tha thiết, nói là mình vô ý hành động chứ không có ý định gì. Nàng làm ra bộ tha lỗi cho chàng nhưng nhất quyết trả thù. Một hôm, chàng dắt nàng ra ngoài thị trấn và chỉ cho nàng chỗ con sông mà trước kia chàng đã xuống thuyền trôi theo dòng nước.
Hai người cảm thấy mệt nhọc liền ngồi xuống, chàng gối đầu vào lòng nàng. Chẳng bao lâu ngủ thiếp đi. Nàng tháo nhẫn ở ngón tay chàng ra, để lại chiếc hài ở dưới chân chàng, rồi ước được về cung với con. Chàng tỉnh dậy, thấy mình bị bỏ rơi. Ở dưới đất có chiếc hài, còn chiếc nhẫn đã biến mất. Chàng định trở về với bố mẹ, lại sợ bố mẹ cho mình là tên dối trá, nên đành phải tìm cách trở về nơi mình trị vì. Chàng lên đường gặp ba tên khổng lồ đang cãi nhau vì chia gia tài của bố để lại. Chúng thấy chàng, gọi chàng lại nhờ phân xử. Chúng nói là con người tuy nhỏ bé nhưng tinh khôn hơn chúng. Gia tài gồm một thanh gươm, một chiếc áo khoác và một đôi giày ủng. Khi người có gươm hô, tất cả đầu rụng xuống đất, trừ đầu ta, thì lời ước thành sự thật trong nháy mắt. Ai mặc chiếc áo khoác thì thành vô hình, ai đi đôi giày ủng thì muốn đi đâu là được đến đấy. Chàng đáp, hãy đưa cho ta các vật để ta xem chúng nó còn có đức tính ấy thật không. Chúng đưa cho chàng chiếc áo khoác. Chàng vừa mặc vào thì đã trở thành vô hình và biến ra con ruồi. Sau đó chàng lại hiện nguyên hình người và nói, cái áo khoác ấy tốt đấy, giờ đưa cho ta thanh gươm. Nhưng bọn chúng từ chối, sợ chàng dùng gươm làm cho chúng rơi đầu. Sau chúng đưa cho chàng, miễn là chàng thử gươm vào cây thôi. Chàng nhận lời, chặt một cây sồi to trong khoảnh khắc. Chàng lại hỏi đôi giày ủng, nhưng chúng từ chối và bảo nếu chàng muốn lên đồi thì được lên đồi ngay, và như vậy thì chúng bị thiệt. Chàng hứa là sẽ không làm gì. Chúng đưa giày cho chàng. Khi nắm được ba bảo bối, chàng chỉ nghĩ đến vợ con, liền lẩm bẩm, ước gì ta ở núi vàng. Chàng liền biến khỏi mắt bọn khổng lồ, và như vậy gia tài của chúng đã bị biến mất. Chàng tới gần lâu đài của mình thì nghe thấy tiếng nói đùa vui vẻ, tiếng đàn vĩ cầm và tiếng trống vang rộn. Người ta cho chàng biết là vợ chàng làm lễ cưới lấy một người khác. Chàng nổi giận nói, nó lừa ta, bỏ ta trong khi ngủ. Chàng liền mặc áo tàng hình rồi vào lâu đài. Chàng vào phòng lớn thì thấy một bàn tiệc lớn hết sức thịnh soạn, khách khứa ăn uống vui vẻ. Vợ chàng ngồi ở giữa, đầu đội ngai vàng, mũ miệng. Chàng đứng sau nàng mà nàng không thấy. Hễ có thức ăn bỏ vào đĩa nàng là chàng lấy ăn liền. Nàng được tiếp thức ăn, đồ uống mà vẫn không có gì để ăn. Mọi thứ đều biến mất trong nháy mắt. Nàng vừa khiếp sợ vừa ngượng ngùng, đứng dậy về buồng khóc nức nở. Chàng vẫn theo nàng. Nàng hỏi, quỷ nó theo gót ta hay là người giải thoát cho ta ngày trước đã đến chăng? Chàng tát nàng bảo, người giải thoát người đến chăng? Người ấy ở ngay bên cạnh ngươi đây, đồ phản bội, nỡ nào ngươi lại đối xử với ta như thế. Sau đó chàng đến phòng lớn và hét lên, kết thúc, chính vua đã về đây. Các vua chúa, hoàng thân, cận thần giễu cợt chàng. Chàng hỏi họ một câu ngắn gọn, bay có ra hay không? Họ đổ xô đến bắt chàng. Chàng rút gươm hô, tất cả đầu rụng xuống đất trừ đầu ta. Tức khắc, các đầu đều rụng xuống. Chàng trở lại làm chúa tể và lại lên ngôi vua núi vàng. Tiết mục kể chuyện đêm khuya đến đây là hết rồi. Cô mèo lười thân ái chào tất cả các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúc bé ngủ ngon.